con đi. Ok, bắt đầu. Anh hỏi luôn. Cái đó là gì? Tôi là Phan Nhân Phước. Rồi, bà xã là Nguyên. Rồi, xong rồi mới không? Okay. Rồi, tới anh Ngọc. Tôi giỡn Thiên Ngọc. Ok, lại lại. Tôi giỡn Thiên Ngọc, để anh khiến một chân. Rồi, phải, phải. Rồi, bắt đầu. Tôi Thành, bà xã từ đây là học tên là Thanh, tên Thiên Thanh. Bà Thành Trăng. Thank you. Ok, bà thì Yếp. Trần Đình Chiến, Nguyễn Thị Trọng. Lê Quang Nhiên. Sang đây từ đời 75 em không quân bên đây này. Lê Quang Nhiên chụp cắn rồi. Bạn bè rồi. Nhung Thành Văn với Lũ Chí Quang. Tôi là Tư Pháp, vợ là Đinh. Tôi là Nguyễn Hồng, đồng Trần Thị Tiết, qua đây năm 1975. Xin kính chào tất cả bạn hữu ở đây. Xin cảm ơn. Ok, bắt đầu. Mình nghĩ ra đâu mà ở đâu Ok. Chắc chắn. Kính chúc bốn trung thần hạnh phúc. Nói tên luôn. Trương Hiếu Nghĩa. Trương Thị Lý. Danh Hòa. Anh Tây A. Lê và tiếp ra bắt mặt của tối nay. Lê Không có bà nào mà chồng chưa. Quay ở trên cái tán coi còn không? Giới thiệu mấy người nè, xin đứng đứng dậy, nói tên luôn. Rồi sao mấy người ta không vậy? Nói tên luôn. Chưa. Đây là thân hữu của chị Lan và anh Định. Ok. Ôm ấp linh hồn Việt Nam, lạy mẹ con đi nối theo chí hùng ngàn năm, vắng con mẹ buồn là bởi ý thiêng khơi nguồn, nhưng còn gì con chưa xa vắng quê nhà mẹ ơi, một buổi xa con nhớ thương chắc mẹ chẳng vui, biết con đi rồi nhà cửa vắng thêm một người.
vì con từng hy sinh cả cuộc đời. Mẹ ơi, biển lớn không dài là đây, tình núi non cao ngất trời không thể sánh tình mẹ thương phút này. Mẹ chưa xa